bà cô chú. Con chào. Chào ông bà cô chú. Ông bà có khỏe không? Ông bà có khỏe không? Bây giờ con đi bà. Bây giờ cô đi bà. Mẹ đi làm. Chiều mẹ về. Đón con. Con ở bà có ngoan nha. Ngoan nghe không? Ăn nhiều nghe không? Nghe không? Con ăn hết rồi hả? Ừ, bà cho ăn là phải ăn hết để cho mau lớn nghe không? Không thôi không có mau lớn á, không có đi chơi với mẹ được ha. Ok ông bà cô chú ơi, em bây giờ ba nha, để em. Em xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Cô cho con cái nào? Đi chưa? Mẹ mới mua cho con cái gì vậy? Nó, mẹ mua cho con cái bằng chải đánh răng đâu. Đúng rồi. Còn sao nữa? Sáng ra con tự đánh răng đúng không? Yeah. Rồi con giục cái nào? Con muốn giục cái nào? Con muốn giục cái cũ hả? Cái đó. Con giục cái cũ đúng không? Cô chú anh chị ơi, ngày mai em đi chùa Lào. Cô chú anh chị đi chùa Lào ngày mai với em. Ở Mỹ này, ở bên chỗ em á, tiểu bang Connecticut này nè, có cái chùa Lào rất là lớn luôn á. Ngày mai là người ta tổ chức Tết Lào đó cô chú anh chị. Cho nên em dẫn cô chú anh chị đi xem Tết Lào người ta có những cái tập quán như thế nào, rồi người ta làm gì ở một cái buổi lễ đó rất là long trọng luôn á. Em sẽ dẫn cô chú anh chị đi tới đó ngày mai. Rồi ngày mai á có một cái chỗ bán chắc sale nữa. Em mới vừa lên Facebook á để xem coi ngày mai có chỗ nào bán tag sale không. Thì ngày mai á có một cái chỗ bán tag sale là từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Sáng sớm ra đó là em dẫn cô chú anh chị đi tag sale trước, sau đó xong rồi khoảng 11 giờ hơn á là em dẫn cô chú anh chị đi chùa Lào. Cô chú anh chị đón xem tập ngày mai nha. Đáng chuẩn bị đi làm, đi ra tới đây rồi á, còn và em chó con còn đòi ngồi lên cái ghế xích đu. Em chó khoái cái ghế này lắm, tối về cũng trèo lên đây ngồi, rồi sáng ra cũng trèo lên đây ngồi. Bây giờ hoa mai nhà em trổ vàng rực hết trơn rồi nè cô chú anh chị ơi. Hoa này là hoa mai giống y chang như Tết, hoa mai Tết Việt Nam đó. Mà hoa mai ở đây thì mùa này bắt đầu nở, mùa xuân nè. Còn hoa mai Việt Nam thì Tết tháng 12 hả, còn ở đây thì tháng 4. Đẹp ghê luôn á, nè em có nguyên một vàng hoa mai nở nè. Đó. Nở đều hết trơn rồi. Còn nở thêm nữa vì chưa có nở hết đâu. Mà rực rỡ quá, đẹp quá. Vài bữa nữa là hoa em lên nè. Bây giờ hoa cái này là hoa không nè, hoa này là hoa kim châm á. Cô chú anh chị biết hoa kim châm đúng không? Ở Việt Nam á người ta cũng đem phơi khô rồi đi bán để nấu súp gì đó. Cái hoa kim châm này nhà em rất là nhiều luôn á, nhiều dữ lắm. Bây giờ là mới lúm lúm mầm lên quá trời luôn á, nhà em đầy hết luôn á nha, từ đằng trước tới đằng sau nhà luôn. Vì em cứ 4 năm nay á em dọn về cái nhà này nè, xong cái em chiết ra đó, cứ mỗi năm em chiết ra mà giờ nhà em là đầy hoa kim châm luôn á. Có năm á em lụm cái hoa này vô cái em phơi khô á, mà em không biết làm ăn sao, thì chưa từng ăn á cho nên cũng không biết ăn sao nữa, phơi khô để đó xong rồi cái đem cho. Cái hoa này đẹp lắm, vài bữa nữa là trổ ra màu hồng với màu tím hoa cà ha. Vài bữa nữa là nhà em đầy hoa hết luôn đó. Cái này hoa đây đang búp nè cô chú anh chị, đó đang búp hết là hoa tím hoa cà. Cô chú anh chị thấy cái nhà này á đẹp hen, nhà này bự quá trời luôn á. Hồi năm ngoái á, người ta kêu bán á, là 320 mấy ngàn á. Mà vừa đăng lên á, cái có người mua liền à. Còn mấy căn nhà ở đây nè, vòng vòng cái khu này nè, là nhà đẹp đẹp á. Bây giờ mùa hè người ta đang sửa nhà hay sao, cái ông đằng trước đang sửa nhà. Mấy căn nhà ở đây á, là 300 mấy trở lên không à cô chú anh chị ơi. Tuy là trong một cái thành phố Torrington á, nhưng có nhà thì
trăm mấy, có nhà mấy chục, có nhà thì 300, 200, rồi 500, 600 cũng có nữa. Trong một cái CD thành phố thôi mà có nhiều loại nhà khác nhau. Vì nhà thì ở trong một cái khu thì sẽ mắc hơn. À, hôm qua cái chỗ này người ta dục rác á, bây giờ cái tủ người ta lụm mất tiêu rồi. Còn có cái còn có cái ghế nhỏ nhỏ không à. Đó, đồ mà dục ra có người lụm mà, có cái tủ người ta lụm mà. Em đi vô chỗ làm á, được ăn gà với pizza với mực. Cuối tuần á là chủ ở đây á, người ta order đồ ăn cho thợ á. Rồi có nhiều đồ ăn ở đây lắm nè. Cái này là em đang ăn bánh mì. Còn ở đây là cánh gà. Cánh gà người ta bán cho mình trong cái hộp sẵn như vậy nè, mình về mình chỉ cuốn ra ăn thôi. Còn ở đây là ok cho vô mực. Còn ở đây là bánh mì. Em thì em thích ăn bánh mì. Còn ở đây là hai ổ pizza. Hai ổ pizza bự dưới đây. Tuần nào cũng thứ bảy á, là chủ order pizza cho thợ. Hai ổ pizza rất là ngon luôn, hai ổ bự giống vậy nè, tại vì thợ tới 16, 17 thợ được cho nên ăn nhiều lắm, order ít thì không đủ ăn nên order hai ổ pizza lớn luôn. Còn mực cánh gà thì hai hộp mực với bánh mì, quá trời ngon. Ok, bây giờ em đi làm khách. Làm khách xong rồi đi vô ăn. Em mới vừa đi làm ra xong rồi đang chạy về tới cái chợ. Em phải đi vô cái chợ để mua rau củ quả về ăn. Cái miệng em nóng quá rồi. Bữa mấy nay không có nhà, không có rau củ gì hết nên em đi chợ. Giờ này 7 giờ rưỡi tối mà hôm nay trời ở ngoài thì cô chú anh chị thấy trời giống như mưa lâm râm, không có mưa rồi, bắt đầu lạnh lại rồi. Đó, em đi cái chợ này nè, cái chợ này có tên gọi là Fire Race. Chợ này cho những người nhạt nghèo nghèo người ta đi thôi, cho nên giá ở cái chợ này rất là mềm. Chị em cũng thường đi cái chợ này. Theo em thì em nghĩ là cái chợ nào cũng bán đồ ăn tươi thôi, thì cái chợ này rẻ hơn cái chợ kia, thì tại sao mình không đi cái chợ này mà đi chi cho cái chợ mắc tiền. Vô cái chợ này thì cũng trái cây này kia thì rất là nhiều, thì mình coi cái nào được thì mình mua. Như chợ rẻ tiền thì như trái cây thì sẽ không có được tươi như những cái chợ mắc tiền. Như chợ xóm shop thì trái cây tươi lắm, còn chợ này thì trái cây giống như là không phải loại một đó cô chú anh chị, giống như loại sẽ nhỏ hơn, như táo á, ở chợ xóm shop á thì người ta bán là như 3 đồng một pound, thì cái trái to hơn, bự hơn. Còn cái chợ này thì bán 2.49 một pound, rẻ hơn 50 cent một pound á, mà lì là cái trái sẽ nhỏ hơn. Đó, chợ này giống như người ta đem những cái mặt hàng về á, là giống như loại 3 vậy đó, còn loại 1, loại 2 á, thì dành cho những cái chợ mắc tiền. Cho nên những người mà nghèo á, thì người ta sẽ vô cái chợ này người ta mua á, thì gì mình hạ tiện được tiền á. Còn là những người mà có tiền á, thì người ta không có nghĩ đến giá cả bao nhiêu, miễn sao cái mặt hàng tốt, chất lượng á, thì người ta mua người ta ăn thôi. Em thì dễ mà, em thấy bán được thì ăn thôi. Trái nhỏ cũng ăn mà trái lớn cũng ăn, có là ăn là may lắm. Ồ, rồi có mấy trái cà tím này cũng ngon nè, mấy trái cà tím. Em cũng thích ăn cà nữa. Cà tím trái kiểu Mỹ, là cái trái cà to như vậy à, chứ không phải cái trái cà kiểu Việt Nam. Kiểu Việt Nam thì phải đi chợ Việt Nam mới có, còn cái kiểu này thì kiểu cà của Mỹ. Đó, mà em thấy mấy trái cà cũng ngon. Chẳng hạn như ở cái chợ này nè, đó, cái cà về đây người ta bán dập giống như vậy nè. Đó, còn mà cô chú anh chị đi cái chợ mà trong shop minh shop, cái chợ mà loại 1 á, thì cái cà dập như thế này á, không có đâu.
người ta không có bán, người ta dục hết à, hoặc người ta chuyển về cái chợ này nè. Những cái hàng chợ này á, người ta cũng lấy cái những cái hàng mà dạt của những cái chợ 1 á, chợ 2 đó, người ta đem về cái chợ này người ta bán lại, là chợ này là chợ 3 đó, là như vậy đó. Cho nên mặt hàng á sẽ không có được ngon, nên mình phải lựa, nhiều khi bị úng nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, mặt hàng bị úng, những cái chợ kia người ta bán không được á, người ta đem về đây bị úng, cho nên mình phải lựa rẻ hơn nhưng mà sẽ bị úng. Đó, còn trái này thì ngon đó. Chẳng hạn như một thùng như vậy có 1-2 trái úng thì người ta sẽ không có để ở chợ 1 nữa, mà người ta sẽ đem về cái chợ 2, chợ 3 này người ta bán. Nên trong cái thùng đó sẽ có trái ngon, vậy có trái không có ngon. Còn cà chua thì cũng vậy, thưa thớt giống như vậy nè. Đó, à, cái chợ này vậy thì giá ở chợ này á, rẻ hơn, có 99 cent nè. Còn mình đi vô cái chợ mà Stop & Shop á, thì giá sẽ 2 đồng, rẻ hơn 1 đồng, 1 pound luôn. Đó là như vậy ha cô chú anh chị ha. Nãy em đi vô cái chợ kia đó mà em đi tìm mua khoai môn 3 tháng á mà không có có, cho nên bây giờ em chạy qua cái chợ Stop & Shop á. Chợ này là giống như em nói là chợ loại 1 á, chợ này á sẽ bán những cái khoai môn đó. Còn em thì muốn anh mua cái khoai đó về để nấu canh ăn á, rồi nên em phải chạy qua cái chợ này. Cái chợ hồi nãy á không có bán, mà em á bây giờ này mà còn lang thang ở chợ á, cô chú biết sao không? Bởi vì đi làm về á mà em tranh thủ đi chợ để chợ xong á rồi về hả đi đón cúng con. Cúng con thì bây giờ đang ở bà đó, chứ còn mà đi chợ mà dẫn cúng con theo á còn lang thang còn bị trễ hơn nữa. Nên em đi vào trong cái chợ để mua nhanh lên rồi về đón em. Giờ em tới cái chỗ này là có cái môn 3 tháng nè. Cái môn này là em rất là thích ăn, em mua về để nấu canh đó. Vô cái chợ này á, thì đồ tươm tất ngon lắm. Chợ này chỉ có cái khoai này thôi, chợ kia không có. Bây giờ em mua để em đi lượng mớ khoai nha cô chú anh chị. Như chuối á, ở đây á người ta bán là 69 cent một pound nè. Cái chợ hồi nãy em dẫn cô chú anh chị đi á, là người ta bán 57 cent một pound, chợ này thì bán 69 cent một pound. Nhưng chuối ở đây á, cô chú anh chị thấy người ta bán, người ta để ngay ngắn tật tự rất là ngon không? Cho nên phân biệt giữa cái chợ 1 và cái chợ 3 rất là khác nhau về cái cách giá cả với cái sản phẩm mà người ta trưng bày á. Hôm bữa có vài anh chị comment em hỏi em có con gái lớn, sao em còn có con gái nhỏ nữa, có phải em có chồng thứ nhất xong rồi em có chồng thứ hai không? Thì sẵn hôm nay cái clip này á, em muốn tâm sự với cô chú anh chị một chút. Thì em có nhiều câu chuyện để nói lắm, nếu như nói mà nói hết ra một cái clip thì sẽ nói không có đủ đâu, nên em phải nói từ từ thôi. Thì hôm nay thì em sẽ trả lời cái câu hỏi mà anh chị hỏi em, sao con em mới 4 tuổi mà con gái lớn em 23 tuổi á. Bởi vì em không phải là có hai chồng, ba đứa con em là cùng một chồng thôi à. Em có một chồng một duy nhất, là từ ngày lấy chồng cho đến ngày hôm nay thì có một chồng và ba đứa con. Mà tuổi tác thì ba đứa con khác xa nhau đó. Bởi vì là lúc mà em mới vừa qua Mỹ là em sinh em bé liền, cái đứa đầu tiên là đứa đó bây giờ là 23 tuổi, đang học và đi làm ở trên Boston đó. Còn cái đứa kế của em là 22 tuổi, thì cách nhau có một tuổi thôi à. Thì đứa kế cũng vẫn còn đang đi học đại học, và tháng 5 này thì bé kế đó sẽ ra trường, ra trường 4 năm á, là sau đó thì tiếp tục học tiếp. Mà cô chú anh chị cũng mừng cho em là em tuy là không có nhiều tiền như những người khác, nhưng em có được là ba đứa con, mà hai đứa đầu thì của em rất là học rất là giỏi và rất là chăm, thì đứa nào cũng học xong đại học hết á, và tiếp tục học nữa là năm thứ 6. Thì hai đứa nó có một cái công việc rất là ổn. Thì tập kế tiếp thì em sẽ nói về cái công việc của hai đứa nó như thế nào cho cô chú anh chị xem ha. Thì tại sao mà có hai đứa rồi thì lại có thêm một cái đứa nhỏ nữa. Thì cái đứa nhỏ là em sinh hai đứa lớn rồi đó. Thì do hoàn cảnh cũng khó khăn á, mà em phải bỏ hai đứa nhỏ
để mà đi làm suốt 15-16 năm á. Cho nên trong cái thời gian mà em đi làm suốt 15-16 năm đó, mà em làm một tuần 7 ngày mà ngày mười mấy tiếng á, thì như vậy á, thì cô chú anh chị nghĩ đi, làm sao mà em dám đẻ nữa. Em nội thấy cái cảnh mà hai đứa con cù bơ cù bớt á, mà em thì phải đi làm để lo có nhà có cửa để cho mấy nhỏ ở. Thì thời điểm đó là ba của bé không có cơ việc làm, chỉ có ở nhà giữ con thôi à. Thì đâu có tiền đồng ra đồng vô gì đâu. Thì một mình tay em là gánh vác hết mọi việc, giống như em là một người mẹ cũng như người ba vậy đó. Còn ở nhà thì chồng em nhà chăm con, còn em thì phần lo việc tài chính đó. Tài chính là một mình tay em phải chăm lo hết thứ. Thì như vậy làm sao mà em dám đẻ nữa. Thì suốt 16 năm á, là em phải bôn ba để đi làm, rồi nín đẻ luôn. Muốn đẻ nhưng mà nín luôn, không dám đẻ. Thì cho đến khi mà qua cái 16 năm á, thì em mới giống như là bây giờ cuộc sống em cũng hơi ổn rồi đó. Có nhà có cửa rồi, còn hai đứa con kia thì sắp sửa đi lên đại học rồi. Ở nhà thì không có ai hết trơn nữa, buồn. Cho nên tự nhiên cái lúc mà suy nghĩ buồn đó, cái sao không biết nữa, cái rồi ông trời ổng nghe được em than thở hay sao á, rồi tự nhiên cái em có bầu nữa, cái em sinh thêm đứa, mà cái đứa sau này nè em sinh thêm á là hai chị lớn á phản đối dữ lắm, bởi vì hai chị sắp sửa vô đại học rồi thì em mới sinh đứa này. Thì cái chị lớn á, là cái ngày đầu tiên mà cái chị lớn đi học vào đại học á, là cái ngày đó em sinh em bé luôn. Thì cô chú cũng biết á, là thường á, là tháng 9 á, thì là nhập học. Thì em sinh con bé này cũng là tháng 9 luôn á. Con chị đi vô đại học là con bé này vừa chui ra khỏi bụng em. Nó cũng có một cái gì đó mà gọi là thiên á, mà bề trên á, người ta muốn cho em cái những gì mà em đang suy nghĩ ở trong lòng á, thì bề trên đều cho em được những cái suy nghĩ đó rồi. Thì như vậy đó mà em có thêm con bé út á, cho nên đi ra ngoài đường hay đi đâu mà ai mà không biết á, thì hoặc là em đi với con gái lớn của em á, thì người ta sẽ hỏi là có phải là cháu ngoại không. Còn mà cái người nào mà biết rồi á, biết con em, con Jessica rồi á, thì người ta sẽ hỏi là ủa em lấy chồng khác để sinh thêm đứa nhỏ nữa hả. Đó, có hai ba cái câu chuyện nó lẫn lộn với nhau như vậy á. Nhưng cái câu trả lời của em là không, cái hai câu chuyện đó là điều sai hết, không có trúng. Bởi vì mấy đứa nhỏ nó cùng một ba thôi à, chứ không phải có hai ba. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn thì nên em phải nín đẻ thôi, đợi tới lúc mà mình có điều kiện rồi mình mới đẻ. Là như vậy đó cô chú anh chị ha. Ở đây có mấy cái con gà nè, em muốn mua một con gà về đi nấu canh ăn. Mà gà hôm nay hình như nó đang sale hay sao á, em thấy để chữ cái vàng vàng nè. À, cái nghĩa là cái con gà này 16 đô mà bây giờ sale còn 12 đô, lại sale rẻ hơn á, rẻ hơn mấy đô một con á. Để em đi tìm coi con nào được thì em mua về để nấu canh khoai môn 3 tháng này ăn. Còn cái con gà này là con gà dai. Con gà dai thì không có sale. Con gà dai mà cái con gà mấy ký mà mấy cái tập trước mà em nấu phở gà, rồi em làm gà, rồi em làm tùm lum tùm lá hết trơn á. Đó là con gà này nè. Chắc em mua thêm cái con này nữa để về em ăn luôn. Em thích ăn cái loại gà dai này lắm. 13 đô một con. Em lấy cái con 13 đô này đi. Video em tới đây xin kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video kế tiếp. Cô chú anh chị thích cái video của em, nhớ cho em một subscribe, like và đăng ký kênh. Và cô chú anh chị nhớ bấm cái chuông để bật thông báo mỗi khi em ra video mới. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video ngày mai. Bye bye. Video em tới đây xin kết thúc. Em xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Bye bye.